tôi tên Lâm Thu Nam. Ước mơ của tôi là trở thành một siêu anh hùng. Có điều thế giới này yên bình quá. Mỗi ngày tôi đều tìm kiếm đối thủ của mình, nhưng mà họ đều yếu như cày sấy. Đây là tiền học phí của Thu Nam. Đây là chút tấm lòng của tôi. Đây là chiếc răng mà Thu Nam đánh gãy của tôi. Tôi phải giữ lại cái này cho mình. Hiệu trưởng, tôi xin ông. Là tôi cầu xin anh mới đúng. Trường chúng tôi thực sự không chứa nổi em ấy. Xin hai người tha cho ông già tôi một con đường sống. Đánh giáo viên, đánh bạn học, đánh hiệu trưởng. California từ chối con. New Orleans từ chối con. Ngay đến Texas cũng từ chối con nốt. Đều cho em chịu nó thành như vậy. Bây giờ bang nào cũng từ chối con. Con bảo bố phải làm thế nào? Chúng ta có thể đến châu Á. Châu Á nằm ở đâu trên bản đồ? Châu Á? Con không đi. Con bắt buộc phải đi. Tại sao? Vì bố là bố của con. Bố ơi, bố ơi, chúng ta đi đâu đây? Đến châu Á. Con trai à, châu Á cũng tốt mà. Ở đó có cậu của con. Không phải con là siêu anh hùng sao? Con có thể giúp mẹ bảo vệ cậu. Cậu của con có xấu không? Nếu mà xấu quá là con không bảo vệ được đâu. Cái gì mà xưa thế? Chị Chiên Lai, em đến sân bay chưa? Thì em đang trên đường đi đây. Còn mấy phút nữa là đến sân bay rồi. Chị em giúp chị chăm sóc tốt cho cháu nhé. Ở trường bọn em thì chị cứ yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc tốt cho cháu. Mà chị này, đừng quên quỹ giấc mơ âm nhạc của em đấy nhé. Được rồi, em yên tâm đi, không quên đâu. Không nói nữa, em thấy Thu Nam rồi. I love you baby. Cô An Nhi, thầy Di, cô đang định đi đâu à? Đứng dậy. Hay là tôi đưa cô đi nhé. Được thôi. Thật ngại quá. Cô An Nhi, cô định đi Mỹ thật à? Đứng dậy. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để giao lưu học tập. Phải. Cháu tôi học ở lớp cô, làm phiền cô quan tâm đến nó rồi. Vâng, anh yên tâm đi. Thầy Chiên, tôi không làm phiền anh nữa. Tôi sắp không kịp thật rồi. Cảm ơn anh. Đừng đừng. Tôi... Nana, đồ ở trong chiếc hộp đó đáng giá cả triệu tệ đấy. Chúng ta sắp phát tài rồi. Anh lập tức đến đón em nhé. Thôi đi, anh cứ ở đó chờ em. Cô này, giúp tôi nhặt vali lên đi. Đồ của tôi. Tránh ra. Cô ấy bị trách rồi. Sao lại đánh người vậy? Cậu có sao không cậu trai? Chú
Chú ơi, đưa cháu đến số 502 Đại Lộ Phúc Điền được không? Được ngay. Được. Ai vậy? Cậu bé, coi chừng ba lô của cháu. Giữ ba lô giúp cháu. Tránh ra. Đi chết đi. Xin hỏi cô có nhìn thấy cậu bé này không? Không có. Xin hỏi cô có nhìn thấy cậu bé này không? Không có. Xin hỏi có nhìn thấy cậu bé này không? Anh ơi, anh bình tĩnh. Cao cỡ này. Cậu bé, đừng đuổi theo nữa. Được không? Chú cho cháu 100 đồng mua kẹo ăn này. Mười năm nay không đánh nhau rồi, cứ phải ép chú chứ gì. Đại bàng tung, Hắc Long Môi Tiên, tao liều với mày. Cậu bé, gọi được cho cháu rồi này. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Alo, là cảnh sát phải không? Thỏ. Cậu bé, chú cảnh sát rất bận, đừng phá. Nếu là thỏ thì cháu cứ mang về nuôi đi. Thỏ. Điền xong chưa? Anh cảnh sát, làm phiền anh, nhất định phải tìm được cháu tôi nhé. Cậu bé, cháu ngồi xe chú là may mắn lắm đó, biết không? Chú là Ngô Ngạn Tổ của giới taxi đấy. Ngô Ngạn Tổ, có biết không? Không biết. Tào chân kim trong giới truyền hình, biết không? Không biết. Đồ kiêu ngạo. Lớn lên ở Mỹ phải không? Sao chú biết? Có gì mà chú không biết? Con thỏ trong tay cháu rất đáng yêu. Đã nghe câu chuyện rùa và thỏ chạy đuôi chưa? Nghe rồi. Chẳng phải cuối cùng là rùa thắng sao? Đấy, cháu sai rồi. Cuối cùng rùa và thỏ đều thắng. Chìa khóa của mình đâu?
không? Lâm Thu Nam, cháu chạy đi đâu vậy hả? Cậu tìm cháu khắp nơi, cả nhà vệ sinh nữ cậu cũng tìm luôn rồi đấy. Nhóc con này sao không hiểu chuyện gì hết thế? Ai là nhóc con? Cháu. Cháu đến Trung Quốc là để bảo vệ cho cậu đấy. Cậu chạy đi đâu hả? Sao cháu không tìm thấy cậu? Cậu... cháu mặc kệ cậu. Cậu gọi cho cháu sao cháu không nghe máy? Mất điện thoại rồi. Là lý do đó hả? Cháu chờ đó cho cậu. Alo. Chị, lúc nãy em đánh rơi điện thoại mới tìm lại được. Bọn em đi với nhau suốt nãy giờ. Cậu... nó hả? Đang ăn bữa tối. Cậu... chị muốn nói chuyện với nó hả? Alo, mẹ. Con nói sự thật với mẹ. Đừng mà. Thật ra con rất thích Trung Quốc. Được à? Tốt lắm à. Xin lỗi, xin hãy tha thứ. Thứ ở trong chiếc hộp đáng giá cả một gia tài. Không tìm được chiếc hộp thì phải chết. Cậu làm vậy là sao? Ngủ. Cháu không ngủ với đàn ông. Cậu là cậu của cháu, không phải đàn ông. Cậu thì không phải đàn ông sao? Cậu là đàn ông, nhưng không phải là loại đàn ông như cháu nghĩ. Cháu nhích qua bên kia một chút đi. Vậy loại đàn ông đó là như thế nào? Vậy cháu là một người... đừng nói nhiều nữa, ngủ đi. Cháu cực kỳ nghiêm túc nói cho cậu biết. Cậu ra ngoài ngủ đi. Đây là nhà cậu, sao cậu phải ngủ ở ngoài chứ? Đưa điện thoại ra đây. Làm gì? Cháu gọi điện cho mẹ cháu. Cậu dám bắt nạt tiểu long nữ của cháu chứ? Tiểu long nữ? Ai cho cháu nuôi thú cưng ở trong nhà cậu? Vậy còn cậu nuôi rùa thì sao? Rùa không có lông. Cháu đem chiếc nó ra ngoài đi. Lâm Thu Nam, cậu cảnh cáo cháu. Cậu là cậu cháu, đây là nhà cậu. Cậu không cho phép cháu nuôi thỏ. Thế nào? Cháu định làm gì? Lâm Thu Nam, đừng phá. Đừng qua đây. Cháu tránh xa cậu ra. Cháu đừng có mà đến gần cậu. Có can thì đến đây. Có can thì đến đây. Đừng qua đây. Vào vị trí. Bắt đầu. Cố lên, cố lên. Thu Nam, cứu cậu, cứu cậu. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Cậu ơi, tòa nhà đó cao quá.
Lâm Thu Nam, đến trường rồi nhất định phải nghe lời của cô giáo đó, tuyệt đối không được quậy phá. Cậu yên tâm đi cậu à, đây là chiếc huy chương siêu anh hùng của cháu, tặng cậu. Cảm ơn. Có huy chương này rồi, ngồi chắc, cậu sẽ trở nên lợi hại hơn. Chào thầy Mã. Tốt tốt tốt. Chào thầy Mã. Tốt tốt. Làm gì thế? Cậu gọi hiệu trưởng. Cậu hiệu trưởng, cháu quan sát học sinh lên lớp thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Dân ạ. Cậu xem cái bụng của cậu kìa. Tại cho sáng nay cháu ăn nhiều thôi, cứ lôi cái bụng ra nói chuyện. Anh, cậu kìa cái gì? Sách của anh có rồi. Có rồi hả? Bùng nổ của Mã Lạc Tống. Tốt quá. Anh sao mà anh giỏi quá vậy? Anh còn có thể viết cả sách nữa. Cậu em à, con người ấy à, phải có sự đeo đuổi. Phải, mục tiêu của đời anh ấy à, chính là làm một chuyên gia bùng nổ. Ai từng muốn làm thầy giáo thể dục chứ? Mục tiêu đời cậu là gì? Mục tiêu đời em là làm một ca sĩ. Cậu từ bỏ ý định này đi. Cậu cứ làm bảo vệ, làm đến đội trưởng đội bảo vệ thì cuộc đời cậu đã viên mãn rồi. Được, hiểu chưa? Thầy Mã, cô An Nhiên đến rồi. Đến rồi, đi đi, nhanh lên, đi. 5, 4, 3, 2, 1. Thầy Mã, cô An Nhiên, sao trùng hợp thế? Đến giờ lên lớp chúng ta cũng chạm mặt nhau được. Cùng nhau đi nhé. Được. Gần đây tôi có viết một quyển sách tên là Chuyên gia bùng nổ. Chuyên gia bùng nổ. Nghe nói cô sẽ đi Mỹ à? Phải. Tôi qua đó học lên một thời gian. Tôi cũng đã xin sang Mỹ. Cậu ơi, có phải cậu thích cô giáo lúc nãy không? Chuyện của người lớn con nít đừng có lo. Cậu thích cô ấy thì nên nói cô ấy biết. Cậu cảnh cáo cháu, lát nữa gặp cô giáo An Nhiên không được nói lung tung. Thì ra cô ấy là cô giáo An Nhiên. Chào cô An Nhiên ạ. Chào buổi sáng cô An Nhiên. Chào buổi sáng thầy Chiên. Em là Lâm Thu Nam à? Phải. Chị ơi, chị xinh quá. Đừng nói lung tung, gọi cô giáo. Cô giáo ơi, cô xinh quá. Không được nghịch. Cô An Nhiên, cháu tôi vừa từ Mỹ quay về, có thể còn chưa thích ứng với nơi này, làm phiền cô quan tâm cháu. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ quan tâm em ấy. I love you my baby. 你的眼总让我沉醉, 风吹起你的头发, 感觉像在飞. Yeah. Tên cậu là gì? Lâm Thu Nam. Không được tán tỉnh. Cháu đang chào bạn ấy mà. Chào mọi người. Tôi tên là Lâm Thu Nam, năm nay tôi 6 tuổi, tôi đến từ Mỹ. Tôi có một ước mơ, đó là trở thành siêu anh hùng. Mục tiêu duy nhất tôi đến Trung Quốc chính là giải cứu các cậu. Tất cả các hiệu trưởng ở Mỹ đều bị tôi chinh phục cả rồi. Cô An Nhiên, ai mà tin chứ, làm phiền cô ra ngoài một tí. Mình ngồi đây được không? Cô giáo bảo cậu ngồi đây sao? Mình cứ ngồi đây đấy, sao nào? Em học sinh này nghịch quá. Cô phải nghiêm khắc với em ấy hơn. Ngoài ra, lần giao lưu nước ngoài này, danh sách cả nước chỉ có vài cái tên. Cô phải nắm bắt cơ hội này cho tốt. Hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của trường mình. Dân thư hiệu trưởng tôi biết rồi. Cô béo lên rồi. Cô về rồi. Tên mới đến. Đây mới là đại ca của trường ta. Còn không mau gọi tiếng đại ca. Đại ca, sao mà các cậu hèn quá vậy? Hèn gì mà hèn. Sau này phải nghe lời tôi. Tôi sẽ chống lưng cho cậu. Tôi chống lưng cho cậu thì còn được. Dám đến đạo quán đấu không? Được thôi. Đi.
Cậu ta chấm khiêu chiến với đại ca kìa. Ai thế? Thế nào? Sợ chưa? Nói ít thôi. Nhào vô. Hay. Chán sao đấu tay đôi. Được thôi. Hay. Cố lên. Cố lên. Phục chưa? Phục, phục. Phục rồi. Phục, phục cái đầu cậu. Lên. Tôi phải đi tiểu. Bây giờ đã biết ai là đại ca rồi chưa? Nếu cậu đánh thắng thầy Mã thì bọn tôi sẽ bái cậu làm sư phụ. Phải, thầy Mã. Đại ca, làm sao đây? Cứ chờ mà xem. Anh à, không phải anh là bá Dương ở sân bay sao? Gì hả? Sao lại bị đánh thành nông nổi này ở sân bay chứ? Lúc đó mày có ở hiện trường không? Người đó cao 1m8, nặng 90kg. Anh đánh nhau như vũ bão, tao chẳng nhìn thấy gì cả. Đồ đâu? Cậu bé, tha mạng. Cậu bé tha mạng, đừng đánh mặt tôi. Phí lời, chiếc hộp đâu? Hộp gì chứ? Đừng đánh mặt tôi. Bị tên ốc con kia lấy đi mất rồi. Là nó sao? Phải không? Tôi không biết. Là nó. Tôi lấy mặt mình đảm bảo. Cẩn thận đó. Anh à, không phải nói là cao 1m8 sao? Tao không bốc phép được à? Cố lên, cố lên. Đón làn gió tươi mát. Khung cầu dắt ngang sông 37 mét. Được rồi các em. Em nào có thể giải được đề này? Thầy bảo cậu lên lau bảng kìa.
Tốt lắm, Lâm Thu Nam. Em làm gì vậy? Ai bảo em lo bản đi, về chỗ. Mình cũng không biết nữa, hỏi cậu ta đi. Đi Thu Nam, cậu kể bọn này nghe, ở bên đó cậu học những gì đi. Tóm lại là không giống các cậu. Vậy thì thế nào? Bình thường bọn tôi không có bài tập về nhà, hơn nữa cũng tự do hơn. Hay là lát nữa cậu đi nói cho cô giáo, bọn này cũng muốn học như cậu. Được thôi, vậy các cậu phải ủng hộ tôi đấy. Được, không thành vấn đề, cậu cứ yên tâm đi. Được, quyết định dạy đi. Vào lớp rồi. Lâm Thu Nam, mời ngồi. Thưa cô, em nghĩ trong giờ học chúng ta có thể thoải mái một chút, tự do một chút vậy. Muốn làm gì thì làm nấy, đúng chứ? Thu Nam, em ngồi xuống đã được không? Thưa cô, các bạn ấy đều ủng hộ em. Ai ủng hộ tôi thì giơ tay. Mời các em dở sách ra, trang 35. Lâm Thu Nam, làm gì vậy? Tên kia, đứng lại. Lâm Thu Nam, nhóc con, đứng lại cho cậu. Đại ca à, ngày ngày cháu bắt nạt người này người kia ở trong trường, sao mà vẫn không vui vậy? Cháu không có bắt nạt họ, là họ bắt nạt cháu trước. Được được được, cứ xem như là họ bắt nạt cháu. Nhưng cháu cũng không thể đánh bạn được. Cho Tiểu Long Nữ lấy đức phục nhân. Lên đi. Các em phải tập trung sức chú ý, phản ứng phải nhanh, chuyền bóng phải chuẩn. Cậu bé Thu Nam này rất thú vị, có lúc suy nghĩ của nó rất đặc biệt. Vậy à? Lần sau lên lớp, cô An, thầy Chiên, đến đây một chút nào, giúp tôi một việc. Qua đó xem sao. Các em, chúng ta mời hai thầy cô giúp chúng ta thị phạm được không? Được. Cô An, tôi sẽ chuyền bóng cho cô. Đón nhé. Đón. Phản ứng của cô An nhanh thật đấy. Nào nào, đây. Các em đều đã nhìn thấy rồi chứ. Đây gọi là khả năng phản ứng. Thầy Chiên, chúng ta thị phạm nhé. Được, không thành vấn đề. Lát nữa cô sẽ chuyền bóng cho cậu. Các em nhìn thấy chưa? Thầy Chiên không tập trung, phản ứng quá chậm. Vẫn ổn chứ? Không sao. Giờ chúng ta tiếp tục. Đón lấy. Đi sát vào nhau, đi thẳng hàng. Đón lấy. Sao cậu chậm quá vậy? Đón. Đón lấy. Đón. Đón này. Nếm thử món thịt này của tôi đi, thơm lắm. Tôi có hai trái xem phim, anh đi cùng tôi nhé. Cô An Nhi, anh vẫn ổn chứ? Không, không sao rồi. Cô An Nhiên, tôi có thịt. Cô ăn thử đi. Tôi không ăn đâu, cảm ơn anh.
Cậu đang theo đuổi cô An Nhiên à? Đừng nói bậy. Trong nhiều phim đều như vậy mà. Thích thì nói thẳng, không thích thì quên đi. Cô An, em thấy cô và cậu em rất hợp với nhau. Hai người quen nhau đi. Phải ở bên nhau. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Cậu ta nói gì vậy? Mọi người hô cùng tôi nào. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Ở bên nhau gì thế? Ở trong trường mà nắm tay nắm chân thế còn ra thể thống gì? Buông ra. Mau buông tay ra. Thầy làm gì vậy? Gì chứ? Thầy đang nắm tay cô giáo kìa. Xin lỗi cô An. Cậu nắm tay người ta như thế ra thể thống gì? Tại sao không được chứ? Ở đây là trường học. Sao có thể? Ngồi xuống. Thầy Chiên, cậu để cậu bé làm như thế à? Không có. Cậu thôi đi, cái gì không có. Mấy trò của cậu chỉ là trò chọc với ma làm tấm tôi thôi, biết không? Xin lỗi, ý của tôi là cậu làm cô giáo An khó xử biết bao. Cậu làm cô giáo An bối rối biết bao. Đúng không cô Lý? Như vậy ra thể thống gì? Cô An, cậu nói xem. Cậu xem cậu làm cô An nổi giận rồi bỏ đi rồi. Luận về nhan sắc, khí chất cậu hơn tôi được sao? Cậu bỏ cuộc đi. Cô An. Cô An. Cô An. Cậu, cậu ăn ít thịt đi. Ăn gì mà ăn? Đây là thịt của tôi. Anh đúng là chẳng có mắt nhìn. Chẳng biết trân trọng người đang ở trước mặt mình tí nào. Đáng đời độc thân suốt kiếp. Anh không xứng. Cậu, cậu gì mà cậu? Đừng có gọi cậu. Cháu có biết cháu gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho cậu không? Cháu làm cô An ngại ngùng biết bao. Cậu không được ăn thịt nên mới nổi giận à? Mặc kệ cậu, đừng nói chuyện với cậu, đừng đến gần cậu. Mình sợ nhất là môn taekwondo của thầy Mã. Mình cũng vậy. Thầy Mã đáng sợ quá đi mất. Lười biếng này. Lên lớp. Đứng dậy. Nghiêm. Chào. Chào thầy. Chuẩn bị duỗi chân. Đừng có lười biếng. Ai lười biếng thầy phạt người đó. Làm cho tốt vào. Điền Hâm. Chân sau nhấc lên. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, nhìn về trước. Cho em ngày thường lười nhát. Bây giờ biết đau rồi à? Nhẫn nhịn một chút. Thấp xuống. Thấp xuống. Thấp xuống. Thấp xuống. Thầy Mã, em muốn thiêu chiến với thầy. Em nói lại lần nữa nào. Em nói em muốn thiêu chiến với thầy. Thiêu chiến. Nhóc con như em không dám mà. Thầy không dám. Thầy sợ làm em bị thương. Không cần thầy lo. Nhỏ mà to mồm nhỉ. Được. Vậy bây giờ thầy sẽ trói hai tay lại. Được. Nhào vô. Nào. Cho em biết tay. Hay. Đá hay lắm. Cú đá đó hay lắm. Thu Nam cố lên. Thu Nam cố lên. Nhào vô. Nhào vô. Đến đây mau. Đến đây mau. Đánh hụt rồi. Hay. Sao lại như vậy được? Dừng.
Tên đó đánh bại được cả thầy Mã cơ. Hay thật. Chưa nãy là thầy đùa với em thôi. Trói tay sao mà đấu được? Tiếp theo, mỗi từ mà tôi nói em phải nghe cho thật kỹ. Đến đây thôi. Lâm Thu Nam, Lâm Thu Nam, cậu làm gì vậy? Lâm Thu Nam, Lâm Thu Nam, Lâm Thu Nam, Lâm Thu Nam, Lâm Thu Nam. Lâm Thu Nam, em khá lắm. Được, ván thứ nhất xem như hai chúng ta quề. Tiếp theo là ván thứ hai. Em hãy nghe thật là kỹ cho tôi. Tôi đánh em không được đánh lại. Đứng lại. Chạy hả? Đứng lại. Đứng lại. Cho em chạy này. Đứng lại. Chạy hả? Dừng, mau dừng lại. Trật rồi. Trật cánh tay rồi. Bình bất yếm trái. Hiệu trưởng, thầy Diên, hôm nay tôi mới biết Lâm Thu Nam là cháu của cậu. Cậu khá thật. Hai cậu cháu hợp lại trả thù tôi chứ gì. Thầy Mã, không phải tôi nói gì thầy. Thầy ra ta đánh một đứa trẻ lại còn thua nữa. Tôi thua sao? Tôi nhường nói chứ. Tôi là một thầy giáo, làm sao có thể, sao có thể tính toán với trẻ nhỏ được. Vậy thì thầy cũng không thể ra tay với thằng bé được. Nó nói gì thì thầy làm đó. Thầy cũng thật là hung hăng quá. Tôi hung hăng sao? Là do cháu cậu quá nghịch ngợm. Thiên Lai, cháu cậu như thế nào cậu còn chưa rõ sao? Cậu còn cho nó vào lớp của cô An. Cậu có ý đồ gì? Chẳng phải rõ ràng là muốn gây phiền phức cho cô An sao? Mã Lập Tấm, đừng có nói bừa. Cậu đang chỉ ai đó? Tôi chỉ thầy đó. Cậu mà còn chỉ, tôi cứ chỉ đó. Cậu thử xem. Được rồi, đừng gây nữa. Hiệu trưởng, là tôi quản lý không nghiêm, tôi xin gánh trách nhiệm này. Hiệu trưởng, không phải lỗi của cô An Nhiên, thầy xử phạt tôi đi. Đúng đúng, hiệu trưởng, chuyện này không liên quan đến cô An Nhiên một chút nào cả. Toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về Diên Lai. Cô tránh xa cậu ta ra, sau này đừng nói chuyện với loại người này. Buông tay ra, làm gì vậy? Buông ra Mã Lập Tấm. Thầy buông tay cho tôi, trật tự. Tôi chỉ nói một câu, các người khiêu chiến với nhau, sao người bị thương lại là tôi? Thầy Diên, thầy dạy cháu thầy như thế nào vậy? Tôn sư trọng đạo, biết không? Cậu ta làm gì mà biết cái này chứ? Còn cậu nữa, chúng chọi đá, đá lại giỡn. Cậu, cô An, trường xem trọng cô như vậy, cô không thể làm trường ta thất vọng. Các người ra ngoài hết đi. Cậu ở lại, Mã Lập Tấm. Cậu, không sao chứ, cháu xem. Cậu gì mà cậu, đều là cháu. Sao mà cách biệt nhiều như vậy? Cậu xem cái bụng cậu kìa. Chuyện này liên quan gì đến bụng của cháu chứ? Lâm Thu Nam, cho cậu cái này. Cảm ơn cậu, không cần khách sáo.
Đúng rồi, mình có thứ này cho cậu xem. Chú thỏ đáng yêu quá. Cậu thích hả? Ừ. Bé chắc vào. Nếu có thể cho mình mượn vài ngày thì tốt quá. Được thôi, vậy mình cho cậu mượn vài ngày đấy. Thật sao? Tốt quá. Đại ca, Lâm Thu Nam ở bên đó. Lâm Thu Nam, vậy mình đi trước đây. Được. Sư phụ, xin sư phụ nhận bọn này làm đồ đệ. Làm gì thế? Sau này các cậu sẽ là bạn tốt nhất của Lâm Thu Nam tôi. Tốt quá, tuyệt quá. Chúng ta là một nhóm. Đúng, vậy hãy đặt tên cho nhóm mình đi sư phụ. Hay đặt là biệt đội siêu anh hùng Trung Quốc đi. Mình là người sắt, mình là người khổng lồ xanh, mình là thần sấm, mình là cấu trúc cô, mình là tề thiên. Cậu còn quay lại nữa. Được rồi, được rồi. Phiền phức quá. Chúng ta là truyền nhân của rồng. Vậy cứ gọi là Long Quyền Tiểu Tử đi. Long Quyền Tiểu Tử. Được, chúng ta nghe theo sư phụ. Gọi là Long Quyền Tiểu Tử. Long Quyền Tiểu Tử. Long Quyền Tiểu Tử. Lâm Thu Nam, thầy đến kìa. Thầy đến. Thầy đến rồi, bọn mình đi trước. Ngày mai gặp lại sư phụ nhé. Tạm biệt. Cháu hay lắm. Cậu hết nói nổi cháu. Cháu có biết cháu đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho cô An không? Nếu không phải cô An nói đỡ cho cháu, cháu nghĩ chuyện hôm nay cứ thế mà bỏ qua sao? Đánh thầy cháu, cháu có bản lĩnh thật. Không hoàn toàn là lỗi của Thu Nam, anh đừng trách em ấy. Thu Nam, có bị thương không? Ngoan thật. Vậy mai chúng ta gặp lại nhé. Vâng. Thầy Chiên, tôi đi nhé. Tạm biệt. Không được có lần sau đó. Đúng rồi, là ở đây. Lát nữa em tìm chiếc hộp. Anh đừng nói chuyện, biết không? Ừ. Đây là thứ gì? Con rùa. Anh muốn làm gì? Đây không phải là thứ mà tôi cần. Con thỏ đâu? Thỏ gì chứ?
Hai người chơi tôi đấy à? Được, bất quá chúng tôi không lấy 1 triệu này nữa. Chúng tôi không làm nữa. Đi. Các người muốn làm gì? Nhiệm vụ các người hứa với tôi không hoàn thành được, chỉ có chết. Lên. Tôi không gặp được con thỏ thì cô không gặp được cậu ta. Cậu, sao hôm nay cậu uống nhiều rượu vậy? Vì cậu đang vui. Cháu biết vì sao cậu vui rồi. Có phải vì cháu đánh bại tình địch của cậu không? Đây là bí mật giữa nam tử hán với nhau nhé. Thu Nam, cháu xem, bây giờ cháu là nam tử hán đúng không? Phải. Có một việc phải thật thà kể cho cậu nghe. Có từng quen bạn gái ở bên Mỹ chưa? Không có. Không có. Có hay không? Có, có. Biết mà. Hai đứa bây giờ thế nào rồi? Chia tay rồi. Vì sao? Cháu nghĩ cháu yêu cô ấy chưa đủ. Còn yêu người ta chưa đủ. Tranh con như cháu thì biết cái gì là yêu. Cậu cũng yêu cô An Nhiên chưa đủ. Ai nói cậu không yêu cô An Nhiên? Mặc áo trường bào trắng, sâu tóc bạc phơ. Nhanh lên, cố lên. Lâm Thu Nam, cố lên.
Em làm gì? Thư khiêu chiến. Lâm Thu Nam, tôi sẽ không chấp nhận thư khiêu chiến của... Ba ngày sau gặp ở phòng tập Tây Quân Đô, ai thắng người đó có được an nhiên. Chiên Nam, chết đi. Mã Lập Tấm, anh lợi hại quá đi mất. Anh là đại anh hùng trong lòng em. Thật sao? Thật. Cô An Nhiên, xin cô hãy đến phòng tập Tây Quân Đô. Tôi nghĩ thầy Chiên Lai sắp xảy ra chuyện rồi. Sao em lại đến đây? Em đến khiêu chiến thầy thay cho cậu em. Em là muốn gây rắc rối gì nữa chứ? Mau đi đi, bảo Chiên Lai đến đây. Thầy Mã, có phải thầy không dám không? Tôi không dám. Em chưa nghe câu nói đó sao? Chuyện người lớn con nít đừng có xen vào. Bảo cậu em đến đây. Bảo Chiên Lai đến đây. Em chính là Chiên Lai. Cậu của tôi là hiệu trưởng đấy, mau về đi. Nếu thầy không chấp nhận khiêu chiến, vậy thì thầy phải từ bỏ cô An Nhiên. Em hỗn láo. Sao lại ăn nói như vậy với giáo viên chứ? Mau về nhà đi. Đấu, không, đấu, không, đấu, đấu, không, không. Tôi không đấu với em. Đấu. Nghe tôi nói, đừng, đừng có phá. Thầy phải đấu. Dừng, dừng, dừng. Em thắng rồi, em thắng rồi. Em đi chết đi. Dám giở trò với tôi, tên bắt con. Thầy Mã, tay của tôi, Lâm Thu Nam. Sao em lại bắt nạt thầy Mã? Em không có. Em... Cô An Nhiên, thầy vẫn ổn chứ? Hình như tay tôi bị trật rồi. Cái này là... Cô An Nhiên, xin hãy... Xin hãy trả mũ lại cho tôi được không? Hình như tay tôi bị trật rồi. Em hư quá. Cô An Nhiên, tôi thua rồi. Tôi chúc phúc cho hai người. Thầy Mã, thầy bị sao vậy? Thu Nam, cháu đang làm gì vậy? Đây là thái độ của anh đối với tình yêu đó à? Trong lòng anh tôi là gì chứ? Không phải, tôi... Thầy Mã, chúng ta đi. Cảm ơn cô An Nhiên. Họ thật ức hiếp người quá đáng. Cậu, đừng gọi cậu là cậu. Cháu hại cậu còn chưa đủ thê thảm sao? Vốn chỉ một mình cậu sống rất tốt. Cậu có ước mơ của mình. Cậu có An Nhiên. Bây giờ cái gì cậu cũng không có. Đều là tại vì cháu. Cháu cút đi cho cậu. Cút về Mỹ đi. Quân chương cùng này của cháu, cậu không cần nữa. Quỷ âm nhạc cậu cũng không cần nữa. Cậu không phải cậu của cháu.
cậu. Thu Nam, cô An Nhiên. Cô An Nhiên. Ừ, em sắp về Mỹ rồi. Vì sao? Vì em cảm thấy mình là một đứa trẻ hư. Sao em lại nghĩ như vậy? Bên Mỹ không cần em nữa. Nơi này cũng không thích hợp với em. Cậu em cũng không cần em nữa. Thu Nam, cô nhớ em từng nói với cô, em muốn trở thành một siêu anh hùng. Thật ra trước khi muốn trở thành một siêu anh hùng, ai ai cũng đều trải qua rất nhiều khó khăn. Sẽ không được tất cả mọi người thấu hiểu, nhưng họ không hề từ bỏ mà luôn kiên cường tiếp tục. Cho nên nhiệm vụ lúc này của em chính là ngủ một giấc thật ngon. Lâm Thu Nam, Lâm Thu Nam, Lâm Thu Nam. Alo, cô An Nhiên. Thầy Diên. Thu Nam đang ở chỗ tôi. Anh yên tâm đi. Thầy Diên. Vậy cảm ơn cô. Ừ. Tôi... Không sao, ngủ ngon. Thầy Mã, thầy làm gì vậy? Chua. Đâu có chua. Quýt này ngọt lắm. Đắm lòng. Thầy Mã. Thầy Mã không có ở đây. Vậy chúng ta đi hỏi bác sĩ đi. Ừ, đi. Chị ơi, thầy Mã đâu rồi ạ? Thầy ấy xuất viện rồi. Đây không phải là tiểu long nữ sao? Giáo sư, trước mắt giống thỏ này chỉ còn có một con. Đúng vậy. Cô nhìn con thỏ này đi. Ngay giữa chân mày có một vết bớt rất đặc biệt. Giống thỏ này là kỳ tích của y học. Sự sinh sản của nó cứu được rất nhiều mạng người. Tiếc là bây giờ con thỏ này đã bị bọn tội phạm trộm mất rồi. Bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Cô An, bây giờ em phải làm sao? Con thỏ đó đang ở đâu? Ở nhà của Điềm Hâm mà. Được, chúng ta về nhà mang nó đi báo cảnh sát. Chân ạ. Anh muốn làm gì? Có phải cháu đã nhặt được một con thỏ không? Người xấu. Chứ không phải người xấu, chứ chỉ là Thu Nam. Anh là ai? Tôi không phải người xấu. Tôi chỉ muốn tìm con thỏ đó để cứu mạng. Cậu bé, trả con thỏ lại đây. Các anh muốn làm gì? Mau chạy đi, Thu Nam. Mau trả con thỏ đây. Hai người chạy trước đi. Cô An Nhiên, mình đi báo cảnh sát đi. Được. Các anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Sao lại bắt ra em? Vào trong. Bến tàu số 4, lấy thỏ đổ người, báo cảnh sát thì họ sẽ chết. Đi, đi. Cậu, chạy nhanh đi. Được. Nhanh lên, giao cho cậu, tăng tốc đi, cậu tăng tốc đây. Cậu.
Tôi lợi dụng các người để có được con thỏ đó. Bây giờ người mà phía cảnh sát truy nã là hai người. Con thỏ này là kỳ tích của y học. Nếu tôi có được nó, nó có thể mang đến cho tôi một món mời khổng lồ. Hai người các người đúng là quá ngu ngốc. Thu Nam, tên khốn kia, anh là đồ khốn kiếp, thả chúng tôi ra. Ông chủ, con thỏ ông đến rồi ạ. Thu Nam, Thu Nam, mau rời khỏi nơi này, mặc kệ cô. Thu Nam, em mau rời khỏi đây đi. Mau rời khỏi đây đi. Đồ của tôi đâu? Thả họ ra. Tôi sẽ trả con thỏ lại cho ông. Thu Nam, khốn kiếp, bắt chúng lại. Chạy đi, chạy đi, mau chạy đi. Điền Hâm, đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng lại. Chạy mau. Chạy đi, Đình Hâm, Thu Nam, mau chạy đi. Chạy mau, chạy mau. Cô ơi, chạy mau. Chạy mau đi. Cô ơi. Chạy mau. Buông tôi ra, buông tôi ra. Giúp mình chết được. Chạy mau. Thu Nam, cậu Thu Nam, Điền Hâm, nhanh lên, lên đây, nhanh lên. Đi Thu Nam, đi đi. Đi nhanh lên. Cậu, cậu, thầy Chi.
Thầy Di, đi mau, nhanh lên. Thầy Di, đi mau, nhanh lên. Đưa đi. Ông chủ, bọn nhỏ chạy mất rồi. Con thỏ đang ở đâu? An Nhiên, thả cô ấy ra. Diên Lai, Diên Lai. Diên Lai. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tôi sẽ tác thành cho hai người. Đưa hắn đi. Thư Nam, mau chạy đi. Không được, mình phải quay lại cứu cậu mình cho cô An Nhiên. Vậy mình cũng đi. Không được, cậu mau đi đi. Mau đi gọi người đến, đi báo cảnh sát đi. Đi đi, đi đi nhanh lên. An Nhiên, điều anh hối hận nhất là không tỏ tình với em sớm hơn. Thật ra từ rất lâu trước đây, anh đã viết cho em một bài hát. Nhưng vẫn luôn không dám hát cho em nghe. Sau này e là không còn cơ hội nữa. Anh hát đi. Bây giờ em muốn nghe. Liệu anh có thể mãi được ở bên cạnh em như thế này? Họ đâu? Em mau đi đi Thu Nam. Mau đi báo cảnh sát đi. Cậu bé, gan của cháu thật là lớn, dám đấu với ta. Ngoan ngoãn giao con thỏ đó ra đây, ta sẽ tha cho họ con đường sống. Tôi không đưa con thỏ cho ông đâu. Mau thả người ra trước.
dám đấu với ta chứ gì? Cậu, con thỏ đang ở đâu? Con thỏ đang ở đâu? Tuna, Tuna, mặc kệ bọn cô, đừng. Cô An Nhi, Mã Lạc tấm tôi đến cứu cô đây. Thầy Mã, bọn trẻ, sư phụ, Long Quyền tiểu tử đến rồi đây. Mọi người hãy cẩn thận. Thầy Mã, các em, chuyện tiếp theo cứ để cho thầy Mã thu xếp. Anh, đồ khốn, lợi hại quá. Lên, tôi nói hai cô biết, hôm nay tôi bị thương, đừng ép tôi ra tay, có nghe chưa? Coi chừng tôi không khách sáo đâu đó. Đừng qua đây, nghe tôi nói đã. Đừng, đừng. Có gì từ từ nói. Đánh này, đau không, đau không? Cho cô đánh này, đánh này. Đi chết đi. Đến đây. Đến đây. Đừng, đừng, đừng. Đá không được chứ gì? Đá đi. Đi chết đi. Giờ con thỏ ra cho ta, chết cũng không đưa cho ông. Tên khốn kia, có giỏi thì xông vào tôi này, đừng bắt nạt bọn trẻ. Đi chết đi.
cậu, cô An Nhiên. Không sao chứ? Long Quyền tiểu tử, một đám thất bại. Long Quyền tiểu tử, quần long xuất kích. Lâm Thu Nam, ngoan ngoãn chút đi, đi nhanh lên. Chiên Lai, cô An Nhiên, chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta vẫn còn sống. Đúng, chúng ta vẫn còn sống. Ba tháng sau,
các thầy cô giáo, các em học sinh, các vị phụ huynh. Hôm nay tôi chỉ nói một câu. Tôi đi theo nghề giáo bấy lâu nay, các em ấy là những đứa trẻ ngoan nhất mà tôi từng gặp. Các em ấy là niềm kiêu hãnh của bậc phụ huynh, là niềm kiêu hãnh của giáo viên chúng tôi, cũng là niềm kiêu hãnh của ngôi trường này. Tôi tin rằng trong tương lai các em ấy sẽ là niềm kiêu hãnh của xã hội này. Vậy chúng ta hãy cùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh nhóm Long Quyền Tiểu Tử của chúng ta. Hoan nghênh Long Quyền Tiểu Tử. Tuyệt quá, tuyệt quá. Long Quyền Tiểu Tử. Hay. Cậu, cậu biết câu chuyện rùa và thỏ thi chạy không? Biết. Rùa đã thắng. Sai rồi, cả hai cùng thắng cơ. Phiên bản Mỹ của cháu không giống với phiên bản Trung Quốc gì cả. Có một dòng sông, rùa đã cõng thỏ cùng nhau qua đó, cho nên cả hai đã cùng thắng. Cậu là đồ đại ngốc. Cháu là đồ thỏ tinh ranh. Cậu là rùa ngốc. Cậu chưa từng nghe câu chuyện này sao? Đồ thỏ con. Xem cháu xử lý cậu này. Đừng đánh đầu. Lâm Thu Nam, cháu chờ đấy. Đừng đừng. Tha mạng, tha mạng. Cậu sai rồi, Thu Nam đừng đánh đầu cậu. Thu Nam. Tha mạng, Thu Nam ơi tha mạng. Cậu là rùa rút đầu, rùa rút đầu. Thank you.